Mạnh Quỳnh viết tâm thư khó hiểu trước khi trở về Việt Nam, tiết lộ điều bí mật trước thềm live show. Mới đây, trên trang cá nhân của Mạnh Quỳnh đã đăng tải dòng chia sẻ cảm xúc của mình khi tham gia show diễn sắp tới. Có lẽ sự cô đơn khi Mạnh Quỳnh hát xong ca cùng ca sĩ nữ và đi đâu cũng một mình khiến anh viết lên tâm sự của mình. Ai cũng hiểu được, Mạnh Quỳnh đang nhớ Phi Nhung vì 6 tháng qua anh phải làm quen với việc Phi Nhung đã ra đi mãi mãi. Mạnh Quỳnh viết trên trang cá nhân. Hôm nay đến Boston, tiểu bang Massachusetts, không khí mùa xuân của giữa tháng 4 còn xe xe lạnh. Hơn 10 năm thì phải, Quỳnh mới về lại nơi đây. Sau khi được hai bạn trong ban tổ chức show đón từ sân bay về sáng nay và được thưởng thức tổ phở nóng hổi ở một quán ăn nhỏ gần khách sạn. Mặc dù rất buồn ngủ sau một đêm thức trắng, nhưng nhìn khung cảnh quanh khách sạn rất đẹp và thơ mộng nên Quỳnh quyết định đi dạo một vòng và ngồi xuống bằng ghế này và tự đặt phone chụp đại tấm hình này đăng cho mọi người xem cho vui. Hết. Lâu lâu cho Quỳnh tân tận tiếng nha, chứ càng não quá rồi. Cuối tuần vui vẻ và mạnh khỏe nhé toàn gia ơi. Quỳnh chuẩn bị đi cống hiến âm nhạc đây. Mến, ký tên Mạnh Quỳnh. Có thể thấy sự cô đơn khi Mạnh Quỳnh đi show lặng lẽ một mình suốt hơn 6 tháng qua và mãi mãi anh chẳng còn được song ca với Phi Nhung thêm một lần nào nữa. Đôi mắt mệt mỏi và tiều tụy hiện rõ lên khuôn mặt của Mạnh Quỳnh. Anh vẫn đang cố gắng để thực hiện tâm nguyện của Phi Nhung là đi hát phục vụ khán giả đến già. Đây là show diễn cuối cùng của Mạnh Quỳnh tại Mỹ. Gần một tuần nữa Mạnh Quỳnh sẽ bay sang Úc trước khi bay về Việt Nam tham gia live show Nhớ Nhung. Chỉ còn một ngày nữa là đến tiệc sinh nhật Mạnh Quỳnh ngày 22 tháng 4. Năm nay Mạnh Quỳnh tổ chức sinh nhật tại tỉnh xã Giác An cùng với Phi Nhung. Tất cả món quà anh nhận được đều gửi đến Phi Nhung. Các năm trước Mạnh Quỳnh thường tổ chức sinh nhật với Phi Nhung. Năm nay anh sẽ làm bánh kem để bên di ảnh của Nhung đón sinh nhật bên cố ca sĩ. Đó cũng chính là ngày anh tạm biệt Phi Nhung và đất Mỹ để bắt đầu chuyến lưu diễn dài ngày vòng quanh trái đất để phục vụ khán giả Việt Nam trên toàn thế giới. Đặc biệt trong chuyến lưu diễn này, Mạnh Quỳnh sẽ dìu dắt con gái của Phi Nhung sang châu Âu. Hành động này của Mạnh Quỳnh sẽ được khán giả ủng hộ nồng nhiệt khi cố ca sĩ Phi Nhung đã ra đi mãi mãi. Được biết, live show nhớ Nhung sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 4 tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Các khán giả Việt Nam đang vô cùng hào hứng, đón chào sự kết hợp của Mạnh Quỳnh và ba con gái Phi Nhung để tưởng nhớ tới ca sĩ Phi Nhung.